Bộ phim Sứ mệnh lịch sử, tập 27. Đưa đi. Rõ. Đi. Đội trưởng Dạng, hỏng rồi. Lão Trình đã bị bắt. Cái gì? Các anh em của chúng ta tận mắt nhìn thấy. Anh ấy và Bạch Linh mới ra khỏi quán cà phê đã bị mấy người Nhật Bản đưa đi. Tôi nghe nói hôm nay người Nhật Bản lại niêm phong một cửa hàng giải. Ông chủ cửa hàng giải bị bắt rồi. Cửa hàng giải? Không hay. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Vậy chúng ta có cần di chuyển luôn không? Khởi động trạm liên lạc số 2 ngay. Tất cả mọi người tạm dừng hoạt động. Đúng rồi, phải nhanh chóng liên lạc với Bạch Linh. Rõ. Mạnh lên. Tránh ra. Có nói không hả? Đội phó Tiền, rốt cuộc anh có thể khiến ông ta mở miệng không? Xin lỗi thiếu tá, anh cho tôi một buổi tối, tôi nhất định sẽ khiến ông ta mở miệng. Một buổi tối thì ông ta chết rồi. Tôi xin lỗi. Báo cáo thiếu tá. Thiếu tá Nachikawa phát hiện một người khả nghi. Đi. Đánh tiếp đi. Tốt nhất hãy phối hợp với chúng tôi, có thể tránh khỏi nỗi đau xác thịt. Nếu không, tôi sẽ cho anh nếm thử thủ đoạn tra tấn của phòng đặc vụ cấp cao Nhật Bản. Tại sao các người bắt tôi? Cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Được, tôi cho anh biết lý do. Đưa Bạch Linh đến đây. Thiếu tá Nachikawa, cô và đội phó Tiền ăn ý đó. Tôi và Tiền Nhất Phi. Thiếu tá Kazu, tôi không hiểu. Đội phó Tiền phá được một cứ điểm của quân thống, bắt được đặc vụ quân thống. Lẽ nào thiếu tá Nachikawa không biết sao? Cứ điểm quân thống? Cứ điểm nào?
Đội phó Tiền. Có. Anh giải thích đi. Rõ. Báo cáo thiếu tá Nakagawa, thuộc hạ phát hiện cửa hàng giải phú dư có người đáng nghi, nên đã dẫn người đến lục soát. Kết quả người của cửa hàng quỷ kế đa đoan, rắp tâm bỏ chạy và định đốt cửa hàng. Sau một trận ác chiến, hai kẻ bị bắn chết tại chỗ. Ông chủ cửa hàng giải cũng bị bắt. Người anh bắt được đâu? Ở phòng thẩm vấn bên cạnh. Đội phó Tiền, anh bắt được người khả nghi ở cửa hàng Phú Dương như thế nào? Báo cáo hai vị thiếu tá, chuyện là như vậy. Buổi tối mấy ngày trước, tôi phát hiện một hóa đơn của cửa hàng Phú Dương trong thùng rác bên ngoài nhà Bạch Linh. Tuy Bạch Linh đã được thả, nhưng mà bây giờ thân phận của ta chưa rõ ràng. Thông qua hóa đơn này, tôi nghĩ chắc chắn Bạch Linh và cửa hàng Phú Dương này có dây dưa. Chỉ dựa vào hóa đơn, e là cũng không thấy được điều gì. Đúng đúng đúng. Nếu chỉ dựa vào một hóa đơn thì tôi cũng không tin. Sau đó tôi phái tai mắt của mình theo dõi ngoài cửa hàng Phú Dư, phát hiện Điền Tiểu Mãn cũng từng đến đây. Tôi cảm thấy chắc chắn chuyện này có vấn đề. Ông chủ Tề bị bắt thật rồi sao? Còn bị đánh thê thảm như vậy. Lúc nãy nghe người ta nói tôi còn không tin. Rốt cuộc có chuyện gì? Đội trưởng Điền, anh quen người này sao? Không những quen, chúng tôi còn có mối quan hệ không tầm thường. Rốt cuộc ông ấy làm chuyện gì mà bị các người đánh ra nông nỗi này? Thiếu tá Nakagawa, Bạch Linh đã được đưa đến. Bạch tiểu thư, người này cô có quen không? Không quen. Nhưng còn một người khác chắc chắn là cô quen. Đưa hắn qua đây. Rõ. Bạch tiểu thư, chắc chắn cô quen biết người này. Có quen. Anh ta làm gì? Các người có mối quan hệ gì? Chúng tôi không có quan hệ gì cả. Anh ấy do một người bạn của tôi ở Nam Kinh giới thiệu tới, muốn làm ăn ở Trấn Dư Điền. Chúng tôi từng uống cà phê với nhau một lần. Chỉ vậy thôi. Nói vậy anh ta chỉ là một người làm ăn. Đúng. Tôi chỉ biết chừng đó. Nếu cô không tin thì hỏi anh ấy. Người đâu? Đưa Bạch tiểu thư về. Bạch tiểu thư, mời. Bạch tiểu thư, mời cô về trước. Đội phó Tiền. Có. Dựa vào phân tích lúc nãy của anh thì hai người này có quen biết nhau không? Thiếu tá, chờ chút. Lão Tề, tỉnh dậy đi. Ông có biết tên đầu trọc kia không? Nói. Khai thật đi. Có phải các người cùng một vụ không? Có phải cùng một vụ không?
Chào bà, chào cậu. Cho hỏi đây là nhà của bà tiểu thư phải không? Phải, đây là thức ăn cô ấy đặt ở nhà hàng chúng tôi. Phiền bà nhận giúp. Được. Có khai không? Anh và tên đối diện có quen không? Không quen. Không khai. Không khai. Khai mau. Hai người có phải cùng một ruột không? Không nói nè. Không nói. Đủ rồi Tiền Nhất Phi. Đây là người tôi bắt được. Anh cứ đánh như vậy, hắn ta sẽ chết đó. Đưa hắn về phòng. Đích thân tôi thẩm vấn. Đội trưởng Điền, tôi nhớ anh từng nói anh và ông ta có quen biết nhau. Đúng vậy thiếu tá. Tôi và ông chủ Tề quen biết nhau nhiều năm. Vừa nãy khung cảnh hỗn loạn, tôi cũng chưa rõ chuyện gì. Tại sao các người bắt ông ta? Bởi vì ông ta là quân thống. Quân thống? Ông ta sao? Sao ông ta có thể là quân thống được? Đội trưởng Tiền, thiếu tá, liệu có nhầm lẫn gì không? Đương nhiên không nhầm rồi. Tôi phát hiện ở cửa hàng Giải Phú Dư có rất nhiều điểm khả nghi, nên đã phái người lục soát. Lúc tôi dẫn người đến lục soát, tên khốn này còn dám nổ súng, suýt để bắn chết tôi. Ông ta không phải là quân thống thì là gì? Giấu đầu lòi đuôi. Đội phó Tiền phân tích rất có lý. Đội trưởng Điền, rốt cuộc anh và ông ta có mối quan hệ gì? Chuyện đã đến nước này thì tôi nói thẳng vậy. Mấy năm trước, lúc tôi còn làm thổ phỉ ở Hắc Phong Trại, đã quen biết ông ta. Lão Tề là người thông minh. Ông ấy cảm thấy bám vào tôi sẽ có lợi ích, nên mỗi tháng chủ động chia cho tôi 3% lợi nhuận của cửa hàng. Người ta nói người chết vì tiền. Tiền dâng đến tận tay sao tôi có thể từ chối? Nói thẳng ra, ông chủ Tiền chính là ví tiền của tôi. Má Dương, tôi về rồi đây. Phu nhân, cô về rồi à? Tôi chờ cô mãi, sao cô về muộn vậy? Hôm nay hơi nhiều việc, tôi về phòng ngủ đây. Phu nhân, hôm nay cửa hàng bánh ngọt Dương Ký ở Nam Thành mang bánh ngọt đến cho cô. Nói là cô đặt bánh ngọt Dương Ký. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, cô sẽ nhận được bánh ngọt Dương Ký. Lập tức, điểm liên lạc số 2. Dì xem hôm nay tôi bận quá, quên luôn cái chuyện này. Đưa cho tôi. Hay dì lấy mấy miếng ăn thử đi. Bánh ngọt này nổi tiếng lắm. Không không không, phu nhân, tôi không ăn đồ ngọt. Được, vậy tôi về phòng ngủ đây. Dì cũng ngủ sớm đi. Anh lừa ai vậy Điền Tiểu Mãn? Anh nói hưu nói vượng. Trưởng quan, anh đừng tin anh ta. Đội trưởng Tiền, tôi nghe nói Xuân Mãn Lầu ở Trấn Dư Điền năm nào cũng cho cậu lợi ích. Hình như trong đó còn có không ít nhân tình của cậu. Không những được tiền mà còn có gái. Cậu còn sung sướng hơn tôi nhiều. Chuyện đội phó Tiền đến Xuân Mãn Lầu thì tôi cũng biết một chút. Chuyện Xuân Mãn Lầu thì tôi thừa nhận. Nhưng Điền Tiểu Mãn, anh nói cầm tiền là cầm tiền. Anh đưa chứng cứ ra đi. Đưa chứng cứ ra đây. Cậu có thể đối chất với lão Tề. Nếu các người không tin thì điều tra sổ sách đi. Ông ta là quân thống, anh không thoát khỏi liên quan đâu. Nói như cậu thì cậu cũng dính dáng tới Xuân Mãn Lâu. Lẽ nào cậu cũng làm chuyện mờ ám sao? Ý anh là sao? Thiếu tá, nếu lão Tề đúng là quân thống thì tôi có thể đích thân thẩm vấn, đảm bảo sẽ bắt ông ta mở miệng. Chào.
Tiền Nhất Phi. Có. Anh càng làm càng khiến mọi chuyện rắc rối. Anh đừng cắn bẫy khắp nơi như chó điên nữa có được không? Thiếu tá Kazu, tôi thấy hai chuyện này không hề nhỏ. Chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Thiếu tá Nachikawa, tôi nghĩ đội phó Tiền đã làm rất tốt. Chỉ cần các người đồng tâm hiệp lực thì càng tốt hơn. Nhưng việc thẩm vấn hai phần tử đáng nghi này, tôi nghĩ nên giao cho đội phó Tiền làm đi. Dù sao chuyện này để đàn ông làm sẽ thuận tay hơn. Cảm ơn trưởng quan Kazu đã tin tưởng. Được. Nếu thiếu tá Kazu đã có lệnh thì tôi đương nhiên sẽ dốc sức phối hợp. Hôm nay giao hai người này cho đội phó Tiền thẩm vấn. Nhưng nếu không có bất cứ kết quả gì thì tôi sẽ tiếp nhận. Tôi chỉ cần kết quả. Rõ. Tiền Nhất Phi, anh đừng khiến tôi thất vọng đó. Để đề phòng, hãy giết lão Trình. Vào đi. Đội trưởng, 11 giờ đêm, ứng cứu lão Tần. Chúng ta ứng cứu đường đột, liệu có nguy hiểm quá không? Tôi đã lên kế hoạch rồi. Tôi biết rất rõ địa hình và tình hình bố phòng của phòng tra hỏi. Đến lúc đó tôi sẽ giả làm hiến binh Nhật Bản, lẻn vào phòng tra hỏi. Anh và Lý Hải tiếp ứng cho tôi. Bây giờ đi lấy một chiếc xe ngựa, giấu sẵn trong ngõ ở bên ngoài. Được, tôi hiểu rồi. Làm cái gì vậy? Tôi tìm đội trưởng Tiền. Đội trưởng Tiền đang thẩm vấn phạm nhân, không ai được làm phiền. Tôi mang bánh ngọt đến cho anh ấy. Mở ra. Theo tôi. Cảm ơn. Đừng tưởng mày là người do thiếu tá Nachikawa bắt thì bọn tao không dám động đến mày.
Mày chọn bên nào? Đội trưởng Tiền. Linh Nhi. Linh Nhi, sao em lại đến đây? Cẩn thận, Bạch tiểu thư. Cứu tôi với. Câm miệng, Bạch tiểu thư. Cứu tôi với. Bạch tiểu thư. Linh Nhi, sao em lại đến đây? Tìm anh thương lượng chút chuyện. Chuyện gì? Nếu là ăn cơm hay uống cà phê gì đó thì giờ anh không rảnh. Anh đang làm việc mà. Coi như tôi chưa đến. Khoan đã. Coi em kìa. Nào nào, qua đây. Bạch tiểu thư, cứu tôi với. Câm miệng đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng phải vì lão Trình kia sao? Anh xem, nếu anh ta có vấn đề thì cũng đã thẩm vấn. Nhưng dù sao anh ta cũng do bạn tôi giới thiệu. Từ lúc bắt đến giờ anh ta còn chưa ăn được miếng nào. Như vậy cũng khó ăn nói. Tôi có mang ít bánh ngọt đến cho anh ta ăn mấy miếng. Không biết chuyện này đội trưởng Tiền có để mặt không? Linh Nhi đã đến, đích thân lên tiếng rồi. Anh có thể không nể mặt sao? Mau đi đi. Cảm ơn anh. Còn là bánh ngọt Dương Ký à? Bạch tiểu thư, cô phải làm chứng cho tôi. Tôi không phải quân thống gì cả. Tôi là ai chắc cô cũng biết rõ. Anh đừng kích động lão Trình. Chỉ cần anh trong sạch thì bọn họ nhất định sẽ thả anh. Anh xem anh đói bao nhiêu ngày rồi. Nè, ăn một chút đi. Bạch tiểu thư, cảm ơn cô hôm nay đã đến thăm tôi. Hôm nay cô đẹp quá. Bộ sườn xám rất hợp với cô. Thằng khốn này, mày cũng xứng ăn bánh ngọt à? Mày đang bị thẩm vấn đó, chứ không phải đang liếc gái đâu. Đừng cho ăn nữa. Bạch Linh, phòng tra hỏi mùi máu quá tanh, không phải nơi cô nên ở. Tôi còn phải làm việc, cô về đi. Nói đi, bây giờ tao hỏi mày, rốt cuộc mày có thân phận gì? Chị dâu, bánh ngọt này cho bọn em làm bữa đêm đi. Tao cho mày nhiều lời, cho mày gọi Bạch Linh tiểu thư này. Bạch Linh tiểu thư. Còn gọi nữa. Bạch Linh tiểu thư, nghĩ pháo, đánh. Bạch tiểu thư. Được rồi. Nói đi, rốt cuộc mày làm cái gì? Nói. Tôi chỉ là người làm ăn, thực sự không phải là quân thống. Nói láo. Mày nói mày là người làm ăn. Mày đến Trấn Dư Điền bao lâu rồi? Hơn nửa tháng. Trong hơn nửa tháng này, có phải mày hay gặp Bạch Linh không? Cũng bình thường. Có phải mày có ý đồ với cô ta không? Ý đồ gì? Mày còn giả vờ nữa, thằng khốn này. Thằng khốn. Lúc nãy tao đã thấy ánh mắt mày nhìn cô ta. Có phải mày có ý đồ với cô ấy không? Bạch tiểu thư xinh đẹp như vậy, là đàn ông thì đều có ý đồ cả. Đánh. Được rồi. Họ Trình kia, hơn nửa tháng này mày đã làm gì Bạch Linh? Tôi chẳng làm gì cả. Nói láo. Mày có ý đồ với cô ta mà hơn nửa tháng không làm gì? Không làm gì thật.
Không nói chứ gì? Không nói? Đánh tiếp đi, đánh đến khi nào nói mới thôi. Được rồi, nói, mày đã làm gì Bạch Linh? Có nói không? Hơn nửa tháng nay mày đã làm gì Bạch Linh? Tôi nói nửa tháng này ăn mấy bữa cơm, uống cà phê mấy lần. Thằng khốn này, không đánh mày thì không nói chứ gì. Ngoài ăn cơm và uống cà phê, mày còn cùng Bạch Linh làm gì nữa? Xem phim một lần. Đánh chết cho tao. Lại còn xem phim? Dựa vào đâu mà xem phim với cô ta? Mày là cái thá gì? Thằng khốn kiếp! Thằng khốn! Ông đây còn chưa đi xem phim với cô ta bao giờ? Mày còn đi xem phim với cô ta? Mày muốn chết đúng không? Xem phim hả? Được rồi, nói đi. Ngoài xem phim, mày còn cùng cô ấy làm gì? Tôi cảm thấy cô ấy trẻ trung xinh đẹp, một mình không dễ dàng gì, nên muốn ở bên cô ấy. Mày là cái thá gì? Đĩa đòi đeo chân hạt, dựa vào đâu mà đòi ở bên cô ấy? Đến lượt mày sao? Đồ không biết xấu hổ. Nói đi, ngoài ăn cơm, uống cà phê, xem phim, mày còn làm gì nữa? Không. Không nói phải không? Mày có ý đồ với cô ta? Mày mời cô ấy ăn cơm, uống cà phê, xem phim, trong đạp tối ôm, mày chưa từng làm gì sao? Lúc xem phim, tôi từng sợ cô ấy. Tao cho mày sợ, cho mày sợ, cho mày sợ. Dám sợ cô ấy? Tao cho mày sợ. Mày dám sợ cô ấy? Tao cho mày sợ. Tao còn chưa được sợ. Thằng lưu manh, mày dám sợ? Đừng đánh nữa, hắn không chịu nổi đâu. Cản tôi là tôi đánh anh đó, cút đi. Dám sợ cô ấy? Đội trưởng, đừng đánh nữa. Đánh nữa là hắn chết đó. Anh, đừng đánh nữa. Thả tôi ra. Nếu không tôi đánh cả cậu đó. Thả ra. Thằng, anh, hắn chết rồi. Chết thật rồi à? Thiên Kỳ, muốn ra ngoài sao? Tôi đang định về. Có chuyện gì sao? Anh nói thật đi. Anh là ai? Trước cuộc anh và lão Tề có mối quan hệ gì? Lẽ nào anh cũng là quân thống? Thiếu tá Nachikawa, nếu đúng anh là quân thống thì hợp tác với em, em có thể giúp anh. Cô nghi ngờ tôi là quân thống? Nếu cô không tin tôi thì tôi cũng hết cách. Không phải em, là Kazu không tin anh. Anh là đội trưởng đội Lùng Bắc,
Bây giờ để tiện nhất phi thẩm vấn lão Tề. Lão Tề lại là bạn của anh. Mối quan hệ giữa tiện nhất phi và anh lại... Thật ra Kazu Takashi đang lợi dụng tiện nhất phi để chèn ép anh. Em vẫn luôn muốn giúp anh, nhưng Kazu đang lợi dụng anh. Hôm nay đặc vụ do em bắt, nhưng Kazu không để em thẩm vấn mà để tiện nhất phi làm. Anh ta không tin tưởng em, cũng nghi ngờ anh. Vì bản thân anh cũng phải giúp em. Nói với anh những điều này, hình như không phù hợp lắm, nhưng muốn sinh tồn thì phải không từ thủ đoạn. Sớm muộn em và Kazu Takashi cũng phải phân cao thấp. Anh có giúp em không? Thiên Kỳ, sao vậy? Sao đột nhiên lại nói những điều này với tôi? Em muốn anh giúp em đối phó Kazu. Chỉ cần Bạch Linh không phải là nội gián thì em sẽ thả cô ta. Đường Thiên Kỳ, em nhất định phải làm được điều mình muốn. Thiên Kỳ, nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Nếu anh có thể hợp tác với em, em có thể để anh làm trưởng quan cao nhất ở Trấn Dư Điện. Đường Thiên Kỳ bất ngờ ghé thăm, làm lỡ hành động ứng cứu của Điền Tiểu Mãn. Để Đường Thiên Kỳ không nghi ngờ, Điền Tiểu Mãn vẫn bình thản nghe lời dụ dỗ của Đường Thiên Kỳ, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Điền Tiểu Mãn không ngờ mâu thuẫn giữa Kazu Takashi và Đường Thiên Kỳ lại gay gắt như vậy. Dù anh tin hay không tin, em đều hy vọng anh có thể ủng hộ em. Thiếu tá, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hình như đặc vụ địch bắt được đã bị đánh chết. Cái gì? Chuẩn bị xe. Rõ. Đây chính là kết quả thẩm vấn của anh sao? Xin lỗi thiếu tá, thuộc hạ đáng chết. Anh ta đã khai chuyện của Bạch Linh chưa? Rồi ạ. Báo cáo thiếu tá, tối hôm qua chúng tôi đột kích thẩm tra, hơn nữa còn dùng cực hình. Theo kết quả thẩm vấn hiện giờ, tôi nghĩ anh ta là một thương nhân bình thường thôi, không phải đặc vụ quân thống. Hắn ta chỉ muốn lợi dụng Bạch Linh làm ở chính quyền huyện để xúc tiến một vụ làm ăn. Từ đó suy ra, chắc hẳn thân phận của Bạch Linh không có vấn đề. Tôi nghĩ thiếu tá Nachikawa bắt hắn có chút vội vàng. Anh có thể đảm bảo sự trong sạch của Bạch Linh không? Tôi có thể đảm bảo. Nếu thiếu tá không tin thì có thể hỏi những người cùng tham gia tra hỏi vào tối qua. Tiện nhất phi, anh đã làm những gì? Thiếu tá, xin hãy nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì? Bây giờ người đã chết rồi, trắng hay đen chẳng phải do anh quyết định sao? Kìa thiếu tá, sau khi thẩm vấn,
Tôi cảm thấy hắn thực sự không phải là quân thống, chỉ là một người làm ăn bình thường thôi. Cô nghĩ mà xem, Bạch Linh đã chịu bao nhiêu khổ sở như vậy. Nếu cô ấy đúng là quân thống thì có thể ngang nhiên đến quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim để liên lạc sao? Đúng không? Hơn nữa, lão Tề mà tôi bắt không hề quen biết cô ta. Bây giờ về cơ bản có thể xác định được lão Tề là quân thống. Tôi xin hai thiếu tá cho tôi thêm một ngày, tôi nhất định sẽ khiến ông ta mở miệng. Nếu anh đã nói đến lão Tề thì tôi cũng phải nói chuyện với anh. Phó quan của tôi tối qua đến điều tra cửa hàng giải Phú Dư, tại hiện trường bị thiêu cháy, tìm được một vật chứng. Từ khi khai trương đến nay, cửa hàng giải Phú Dư quả thực có ghi chép chia hoa hồng cho Điền Tiểu Mãn. Mùng 8 tháng trước, Điền Tiểu Mãn còn lấy một phần hoa hồng 300 đồng đại dương. Nói vậy là trước đó Điền Tiểu Mãn từng tiếp xúc với cửa hàng giải Phú Dư. Đúng vậy. Không đúng thiếu tá. Lúc tôi bắt lão Tề, ông ta và hai người làm còn dám bắn tôi. Hơn nữa còn có ý đồ đốt cửa tiệm để báo cho đồng bọn. Điều này đủ để chứng minh ông ta là đặc vụ địch chứ. Lần hành động này anh đương nhiên có công, nhưng cũng có tội. Anh rút dây động rừng, phạm vào đại kỵ. Đội phó Tiền có. Lão Trình đã chết. Nếu anh còn không khiến lão Tề mở miệng để moi được nhiều đặc vụ hơn thì hành động lần này là thất bại. Công tội ngang nhau. Hiểu chưa? Đã hiểu. Làm kiểu gì cũng chết. Còn khốn được Thiên Kỳ này, sẽ có ngày ông đi lên rồi cho mày biết tay. Nếu đã như vậy thì tạm thời hủy bỏ sự hạn chế và điều tra đối với Điền Tiểu Mãn và Bạch Linh. Đội phó Tiền có. Anh tiếp tục thẩm vấn lão Tề cho đến khi ông ta nói ra tình báo có ích. Rõ. Lần trước Tiểu Mãn lấy được tình báo của đội vận chuyển phe địch, có thể coi là lập công lớn. Sao vậy chính ủy? Theo tình báo Tiểu Mãn cung cấp, chúng tôi phát hiện lần này bọn giặc vận chuyển đến rất nhiều vũ khí hạng nặng, cho nên bọn giặc mới xây xưởng vũ khí ở trấn Dư Điền. Vậy chúng ta nên làm gì? Cho nên chúng ta phải nghĩ cách ném bom xưởng vũ khí này. Tôi sẽ bàn bạc với đám Tiểu Mãn. Đúng rồi Hương Lan, để đề phòng trạm liên lạc ở tiệm giải Phú Dư bị kẻ địch phá hoại. Cô đã nói với Tiểu Mãn về trạm liên lạc số 2 mà tôi nói với cô lần trước chưa? Tôi đã nói với Tiểu Mãn, nhưng vẫn chưa bảo anh ấy liên lạc với lão phó. Hương Lan, lần này trở về bảo lão phó liên lạc ngay với Tiểu Mãn. Được, tôi biết rồi. Đội trưởng, tối qua tôi và Lý Hải chờ mãi không thấy anh ra, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tối qua Đường Thiên Kỳ đến tìm tôi, tôi không thể đi được. Đội trưởng, có tình hình quan trọng. Tối qua Tiền Nhất Phi đánh chết lão Trình. Cái gì? Vậy lão Tề thì sao? Vẫn ở phòng tra hỏi. Tối qua không cứu được ông ấy, tối nay hành động. Báo với Lý Hải chuẩn bị sẵn sàng. Rõ. Tiểu Mãn, lão già này, việc gì ông phải khổ sở vậy? Là cái gì giúp ông có thể cầm cự đến bây giờ? Ông bị trúng tà hay bị tẩy não? Ông mở miệng ra coi nào. Mở miệng ra nói coi. Đội phó Tiền, bác sĩ Fuji, sao anh đến đây? Thiếu tá Kazu không đến à? Chuyện bắt đặc vụ do thiếu tá Nachikawa phụ trách. Trưởng quan Kazu không tiện nhúng tay mà chỉ giúp đỡ. Trưởng quan Kazu bảo tôi đến xem đặc vụ đã khai chưa.
Anh không biết đó thôi. Tên này cứng miệng lắm. Một ngày một đêm, ngoài nôn ra máu thì không nôn ra được câu nào. Tôi cũng bó tay rồi. Bác sĩ Fuji, đây là cái gì? Thuốc gây mê đặc chế của viện nghiên cứu quân đội, chuyên dùng để thẩm vấn đặc vụ. Sau khi tiêm một tiếng, hắn ta sẽ rơi vào trạng thái nửa thôi miên. Đến lúc đó muốn hỏi gì, chắc chắn hắn ta sẽ nói ra hết. Thứ này có tác dụng không? Anh yên tâm, khi não của anh trong trạng thái phi ý thức sẽ giao lưu với bên ngoài thông qua phản ứng. Đến lúc đó sẽ không che giấu được gì, mọi ý chí đều vô ích. Chúng tôi đã thử nghiệm trên rất nhiều đặc vụ, hiệu quả rõ ràng, thu hoạch không ít. Anh cứ chờ xem, chắc chắn ông ta sẽ mở miệng. Vậy mau tiêm đi. Được rồi,